Phúc hạnh cô tu nữ Khánh An, con kính chào đạo tràng, kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 295. Mà tá rằng biến tá rằng hành tòa ra cha nô tu quê cha xót thí gì quay dắt kha bằng cha mằng hành tòa Ani khô già ti bàm ma nô mà ta rằng biến ta rằng hành tòa ra cha nô tu quê cha xót thí gì quay dắt kha bằng cha mằng hành tòa Ani khô già ti bàm ma nô mà ta rằng biến ta rằng hành tòa ra cha nô tu quê cha xót thí gì quay dắt kha bàn cha mằng hành tòa ani khô già ti bàm ma nô sau khi giết mẹ cha hai vua bà la môn giết hộ tướng thứ năm vô u phạm chí sống bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu mà ta rằng bí ta rằng hành tòa ra cha nô tự quê cha xót thí gì quầy dắt kha bằng cha mằng hành tòa ani khù già ti bà má nồ mẹ cha đã giết đã chôn và hai vua bà la mô chém ngành đoạn viên hổ tướng thứ năm bậc vô u sống cõi hằng vô sinh bản dịch của hòa thượng Giới Đức. Kính mời chị Sương Mai. Dạ, kính cảm ơn chị Rạng Đồng. Con Sương Mai, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lễ chư Tôn Đức, con kính lễ chư quý bà, quý cô tu nữ và Sương Mai kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc pháp cú 295. Mata rang pita rang han toa raja no we sathot sasoti ye we gang we ga we ga giá bành chá năng hành tòa anigo yati brahmano mata rằng pita rằng hành tòa ra cha no we chá số tí về quét giá giá bành chá năng hành tòa anigo yati brahmano mata rằng pita rằng hành tòa ra cha no quê cha so ti ye quê chẳng quê giác ga pan cha măng hanh toa ani go ya ti pram ma no ma ta răng pi ta răng hanh toa ra cha no quê cha so ti ye quê giác ga pan cha năng hanh toa ani go ya ti brahmano sau khi giết mẹ cha hai vua bà la môn giết hổ tướng thứ năm vô u phạm chí sống bản phổ thơ hòa thượng Minh Châu mẹ cha đã giết đã chôn hai và hai vua bà la môn chém ngành đoạn viên hổ tướng thứ năm bậc vô u sống cõi hằng vô sinh và bản phổ thơ hòa thượng Giới Đức thượng tọa Giới Đức. Và kính mời chị Trần Đạo. Dạ, kính mời chị Sư Mai. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô tu nữ Tham Ma Cha Rí, cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Khánh An. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn anh chị Đặng Đông, chị Hoa Điền cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 295 ạ. Mà ta răng bi ta răng hắn khóa ra cha nô đê cha xót thí dê quầy gia ga băng cha măng hắn tóm ani go ya ti ramano ma ta rang bi ta rang hang toa
ra cha nô đê cha so thí dê vì gia gặp băng cha măng hăng toán a ni vô gia tì phâm ma nô. Sau khi giết mẹ cha, hai vua bà la môn giết khổ tướng thứ năm vô ưu phạm chí sống, đó là phổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu ạ. Mà ta răng bi ta răng thắng toán ra cha nô đê cha so tí dê vì gia gia văn cha măng thắng toán a ni vô gia tì tâm ma nô. Mẹ cha đã giết đã chôn và hai vua bà la môn chém ngành đoạn viên hổ tướng thứ năm bậc vô ưu sống khỏi hàng vô sinh, đó là khổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Dạ con đã kể xong, xin cảm ơn chị Đăng Đông đã bớt bài. Dạ con xin gửi mất lại cho đạo tràng. Sa thủ kính cảm ơn sức trần đạo. Nam mô Bích Tha Dạ. Con thành kính tảnh lễ đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn. Quang Việt sức trần đông. Sức trần đạo đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn trần đông cho bài học. Giao Nhật Quỳnh kính mời Dung Nguyễn, bữa nay bớt đau cổ chưa? Dung Nguyễn có thể cầm mic được không? Dạ Nhật Quỳnh kính mời, cho Nhật Quỳnh coi còn vị nào. Dạ cô Em Minh nữa. Dạ cô Em Minh, bữa nay cô bớt đau chưa, có thể cầm mic được không? Dung Nguyễn nghe phải không? Dung Nguyễn cầm mic được không? Bữa nay bớt ủ. Alo, được không? Được không? Nghe hả? Rồi. Đây, con. Dạ, yeah, sa thủ bằng tay cô ấy mình. Dạ, mời cô ấy mình. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Thanh Mời Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tịnh Đạt, quý cô tu nữ. Anh mình kính chào quý anh chị, cảm ơn quý chị đã cho biết rõ tín hiệu. Con xin phép được cho bài câu pháp cứu số 295. Mà ta rằng bi ta rằng hành tòa ra cha nô đề cha xóa thi về quay giác kha bàn cha nần hành tòa ani khô già ti rầm ma nô. Mà ta rằng bi ta rằng hành tòa ra cha nô đề cha xóa thi về quay giác kha bàn cha mần hành tòa ani khô già ti rầm ma nô. Mà ta răng bi ta răng hành toa ra cha nô đề cha so thi về quỳ giặc kha ban cha măng hành toa a ni cô gia ti râm ma nô. Sau khi giết mẹ cha, hai vua bà la môn giết hộ tướng thứ năm vô ưu phạm chí sống, bản dịch của hòa thượng Minh Châu. Mà ta răng bi ta răng hành tòa ra nô đê cha xót thi về quay dân kha ban cha măng hành tòa a ni cô gia ti trầm ma nô. Mà ta rằng bi ta rằng hành tòa ra cha nô đề cha xóa thi về quay giác kha bàn cha mần hành tòa a ni khô già ti trầm ma nô. Mẹ cha đã giết đã chôn
và hai vua Bà La Môn Chém Ngành, đoạn viên hộ tướng thứ năm bậc vô sống cõi hằng vô sinh, hộ thơ của hai thượng đế, nhờ kính dâng mít lại đạo trời. Sa thú kính cảm ơn cô Ai Minh. Dạ, cảm ơn Đăng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Giờ ở đây không có tiện nơi. Dung Nguyễn ơi, Dung Nguyễn có thể sáng Việt Nam vào rung Phật giáo Nam Truyền thì quý vị đó sẽ chỉ cho Dung Nguyễn dễ hơn nha. Nhật Quỳnh cũng biết chút chút thôi, nhưng mà ở đây thì không có đủ giờ. Dung Nguyễn quan hỷ nha. Dạ, năm mô bích hai, dạ con xin được ông bài pháp cú kinh số 295. Cảm ơn Rạng Đông, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Có gì chút nữa Dung Nguyễn nhắn tin ở bên Facebook cho Nhật Quỳnh nha, Dung Nguyễn nha. Mà ta rằng bi ta rằng hành to ra cha đâu để cho sốt thi về quay dắt bắp bành chà măng hành to anh y khô và tí râm mà nâu. Sau khi giết mẹ cha, hai vua Bà La Môn giết hậu tước thứ năm vô ưu phạm chí sống. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Mà ta rằng bi ta rằng hành to ra cha nô đuê cha số tí về quạch dạch kha banh cha măng hành to ani khô gia tì râm ma nô. Mà ta rằng bi ta rằng hành to ra cha nô đuê cha số tí về vì dạch kha banh chà măng hành to a ni khô gia trị sam ma nô. Mẹ cha đã giết đã chôn và hai vua Bà La Môn Chém Ngành, đoạn viên hậu tướng thứ năm bậc vô u sống cõi hằng vô sinh. Và đây là bản hộ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư trung đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào anh chị Phan Quang Niêm, kính chào Vi Na Vũ, kính chào Lữ Khách, kính chào Hiển Mộng, kính chào người phương Nam, kính chào Phù Sinh, kính chào Haiti. Và Nhật Quỳnh kính một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai, con đã thấy đại đức Tịnh Đạt vào đạo tràng rồi. Dạ, con xin cho sư cho con một tín hiệu nếu được. Sư cho con, dạ sa thú chúng con học sớm vài phút ạ. Dạ, con tri ân sư. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô Ái Minh, Xích Trần Đạo, Xích Sương Mai, Xích Rạng Đông, cô tu nữ Thâm Má. Dạ, con tri ân sư cô tu nữ Thâm Má Chá Rí đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắm tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng giải bài học ngày hôm nay. Và con kính tri ân sư rất là nhiều cho con tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi
Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử, có năm thầy. Đó là Nhôm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 40 năm hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đã mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 296. Nhật Quỳnh kính cảm ơn sức trạng đông, và Nhật Quỳnh cũng kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Bụt Thầy Giá, kính đảnh lễ chư Ngài Đức Tăng và mến chào toàn thể quý vị đạo tràng trong diễn đàn kinh pháp cú chuyên đề tối hôm nay. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết được âm thanh nghe rõ. Xin thỉnh chư Tăng và kính mời tất cả đạo tràng chúng ta lễ bái tâm bảo tâm. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Bồn thân Bhagavan tăng và đề mi so tha tu Bhagavata bồ tham ăn namasami Subhadipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang namami. Dạ, kính bạch chư tăng, thưa quý vị, hôm nay chúng diễn đàn kinh pháp cú chúng ta sẽ học câu kệ ngôn pháp cú số 296. Và kệ ngôn pháp cú này thuộc nhóm kệ ngôn pháp cú có cùng duyên sự, gồm có 6 câu từ 296 cho đến câu 301. Và đêm hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi học nhóm câu kệ ngôn pháp cú này. Và chúng ta sẽ tuần tự học các câu kệ ngôn pháp cú trong những cái bài học tiếp theo. Câu kệ ngôn pháp cú số 296 có nội dung như sau. Sapabuddhaṃ papuccanti sada gotama savaka Ye sang di wa charato cha nicchang buddha gata sati sabba buddhaṃ papuccanti sada gotama savaka Ye sang di wa charato cha nicchang buddha gata sati. Đệ tử Gotama luôn luôn tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm Phật Đà. Bản dịch Việt của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Các đệ tử của Đức Gotama luôn luôn khéo tỉnh giác, ngày và đêm thường xuyên có niệm về ân Đức Phật. Đó là bản dịch Việt của Ngài Indra Chánh Đá Chánh Thân. Và trước tiên chúng ta sẽ học về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 296 này. Sapabuddhaṃ papuccanti. Câu đầu tiên. Sapabuddhaṃ à,
Từ Buddha đây mình có nghĩa là thường có nghĩa là Phật, nhưng mà ở chữ Buddha đây nghĩa gốc thực sự đó là sự giác tỉnh hay là giác ngộ. Chữ xú, xú pa bút thân, chữ pa đây là sự nhấn chữ mạnh mẽ, nhưng chữ xú là khéo giác tỉnh. Cái chữ xú nữa thưa quý vị, xú pa bút thân là khéo giác tỉnh. Từ tiếp theo là Pabuchanti. Pabuchanti đây là động từ có nghĩa chỉ sự tỉnh giác, từ tỉnh thức. Câu số 2, Sada. Sada Gotama Savaka. Sada Gotama Savaka. Sada là luôn luôn. Sada luôn luôn. Gotama Savaka được ghép bởi hai từ, đó là Gotama và từ thứ hai là Savaka. Savaka đó là đệ tử Phật của vị Gotama, của Đức Gotama. Từ câu thứ ba đó là Ye sang đi qua cha rát tô chá. Ye sang ở đây là chỉ cho những vị ấy là những vị đệ tử đó, của những vị ấy. Đi qua chá rát tô chá, đi qua chá có nghĩa là ban ngày, rát tô chá ban đêm. Chữ chá đây là thể hiện cái từ hoặc cái từ và đó, và trong tiếng Việt mình đó, mình nói cái ghế và cái bàn thì trong tiếng Pali dùng hai cái từ chá xen giữa. Rồi câu thứ cuối cùng là nít chân Buddha Gata Sati. Nít chân Buddha Gata Sati, nít chân có nghĩa là thường xuyên. Nít chân có nghĩa là thường xuyên. Buddha Gata, ân Đức Phật hay là ân Đức Phật. Sati là niệm. Như vậy thì chúng ta đã đi qua cái phần ngữ vựng của câu kệ ngôn này. Ở trong câu kệ ngôn này và suốt 6 câu kệ ngôn thì chúng ta sẽ gặp đi gặp lại những cái từ vựng này. Cả ba cái tiên Sapabuthang Bapuchanti Sada Gotama Savaka Yesang Đi Hoa Charato Chá, và sẽ thay thế câu cuối cùng. Rồi chúng ta đọc lại một lần nữa câu kệ ngôn Pháp Cú số 296. Sapabuthang Bapuchanti Sada Gotama Savaka Ye sang di wa cha ra cha ni chang bu tha ga ta sa ti. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác vô luận ngày hay đêm,
thường tưởng niệm Phật Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bụt Thầy giá. Câu kệ ngôn, nhóm câu kệ ngôn pháp cú này có cái duyên sự cũng khá là thú vị và cũng đặc biệt. Nếu như là ở trong đời sống hiện tại của chúng ta thì chúng ta khó lòng mà tin. Nhưng mà đây là câu chuyện được ghi nhận, được các ngài chú giải sư ghi lại. Chắc chắn đây là những câu chuyện có thật. Qua các lần kết tập tâm tạng. Khi Đức Thế Tôn ngự tại chùa Viluvana thì có một cái sự kiện câu chuyện xảy ra là con trai của ông ở đây là ông tên là Dasarusa Kartika. Daru. Thì ông con trai của ông Daru này ông có cái có một cái thói quen. Ở trong cái quyển từ điển Pali Proper Name thì có cũng có nêu một số cái tích truyện của liên quan tới cái câu kệ ngôn mà chúng ta đang học. Thì nói là cái ông bố đó, ông cha đó là một cái người giống như là ẩn tu như vậy đó. Có cái hạnh tu. Thì không biết là đứa bé sinh ra ảnh hưởng như thế nào. Thì có một thói quen rất là quý, đó là luôn luôn niệm Phật. Mà đặc biệt là đứa bé này niệm Phật, khi mà nó chơi đùa nó cũng niệm Phật đó. Đứa bé nó chơi đùa cùng với những cái đứa bé trong xóm đó, trong kinh thành đó. Mà mỗi lần nó chơi như vậy, các trò chơi nó niệm Phật thì nó tỏ ra thắng thế và luôn luôn ở cửa trên của những đứa bé khác. Và trong đó có một cái đứa bé nó thấy lầm lạ thì nó cũng tò mò, nó học theo. Thì cái thói quen này nó được hình thành một cách rất là tự nhiên do ảnh hưởng của người trong gia đình, nhất là cái người ba của mình. Thì tưởng chừng là một cái thói quen tốt, giản dị thôi. Nhưng đến cuối câu chuyện, cái thói quen này đã cứu cậu bé và cứu cả gia đình. Mà đặc biệt hơn, đó là cái duyên lành để mà cái duyên lành của cậu bé và của gia đình gặp được Đức Phật và nghe Đức Phật thuyết pháp. Thì cái duyên sự nó cũng khá là dài. Một lần đi ra ngoài thành đó, thì hai bố con trên đường về, trở về lại kinh thành. Và trong khi người bố đi tìm những con bò bị lạc bầy thì đã đi vào kinh thành. Trong khi để đứa con lại ở dưới cái gầm xe tại một cái nơi hẻo lánh. Trong khi trên đường đi tìm con bò thì đi vào kinh thành nào không hay. Khi mà tìm được thì kinh thành đã đóng giống như là giờ giới nghiêm như vậy đó. Không có tiện đi ra đi vào, nội bất xuất ngoại bất nhập. Thì cũng rất là lo lắng nhưng mà không có cách nào hết. Người bố đành phải chấp nhận để sáng hôm sau mới ra ngoài tìm con. Cậu con trai có thói quen tốt này, buổi tối đói mà mệt cho nên ngủ tiếp đi. Rồi đói mệt. Quý vị không biết có cái cảm giác người lớn đi làm về trễ mà một đứa bé ngồi ở nhà trông chờ á, không biết cảm giác quý vị có hay chưa, nhưng mà Đình Đạt cũng có một vài lần. Ngày xưa thì rất là
Nhà thì ở rất là quê, lúc đó thì chưa có điện đâu. Thì ba mẹ đi làm nông thì thường thường đi làm trễ lắm, đi về rất là trễ, trời tối mới về tới. Có hôm thì mấy anh em ở nhà chờ, chờ cha mẹ về nấu cơm, chờ người lớn về, chứ ở nhà hiu quạnh cũng sợ ma, đôi khi sợ quá là khóc. Cậu bé này cũng bị lạc cha, ở một cái nơi hẻo lánh như vậy thì khi mà mệt và đói thì đã ngủ thiếp đi. Thì tương truyền rằng ở cái ngoại thành của Rajagaha đó, vương xá thì có rất là nhiều ma, cho nó dân gian một tí xíu mình chúng ta gọi là ma, Bali gọi là giác khá đó, phi nhân đó. Thì thấy một cái đứa bé ngoan như vậy thì phi nhân nó muốn mà thình lình mà làm cho đứa bé nó giật mình đó, thì cái thói quen thường ngày niệm Phật đó, đứa bé trong mơ màng, trong mơ mà thì bị kéo chân hay là bị có một cái hiện tượng lạ làm cho mình giật mình đó, thì đứa bé lại phát lên một cái câu niệm Nam Mô Bụt Thà Dắt, con xin đảnh lễ Phật. Thì nghe câu đó thì loài giác khá thì quý vị biết thì họ biết đó là một cái câu niệm để tán dương cái hồng danh của Phật, thì họ cũng kiên 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 dè, và sau cái sự kiên dè đó thì cũng không muốn là làm cho đứa bé này nó thức giấc và nó hoảng sợ nữa, thì bằng cách là dỗ ngọt đi vào cung vua đó lấy trộm thức ăn đem về cho đứa bé nó ăn trong cái đêm hôm đó. Sáng hôm sau thì trong kinh thành đó báo là nhà vua bị mất trộm, và cái bằng chứng đó là một cái mâm vàng. Sai quân lính đi tìm lục lọi khắp nơi để mà bắt cái trộm. Thì khi mà đi ra tới ngoài thì thấy một cái mâm vàng để ở dưới gầm xe cạnh đứa bé đang ngủ. Thì những cái người lính này cũng cũng rất là thắc mắc. Vua thì tìm kẻ trộm bằng chứng là cái mâm vàng, cho nên bắt buộc là phải đưa cậu bé cùng với cái tang chứng là cái mâm vàng đem về. Chứ thật sự ra thì với khả năng của một đứa bé thì không thể nào làm được cái việc đó. Thì khi mà Đức vua thấy cái sự kiện như vậy cũng không có thể nào mà bắt tội đứa bé được. Thì khi mà Đức vua tra hỏi thì hai phi nhân giác khá đó mới tìm cách cho vua biết được cái sự thật, mà ngoài Đức vua thôi chứ không có cho ai thấy, tại vì cái với cái quy lực thần lực hay là cái ngoại hình của giác khá như vậy thì dân chúng mắt thường phàm phu mà thấy rất là kinh hãi. Khi mà Đức vua biết được cái nội tình bên trong á, mà liên quan đến cái loài giác khá nữa thì khó bề mà giải thích, cho nên đã tìm đến Đức Phật. Tìm đến Đức Phật để mà Đức Phật ngài giúp đỡ. Khi mà đến Đức Phật đó thì Đức Phật ngài đã giúp đỡ Đức vua trong cái sự kiện này, và sau đó Đức vua ngài có hỏi một cái câu: Bạch Đức Thế Tôn, một cái đứa bé như vậy đó với một cái thói quen niệm Phật như vậy đó, đơn giản thuần khiết như vậy, thì có cái khả năng để mà hộ trì không cho cái sức lực, cái sức mạnh thế lực bên ngoài gây hại đến mình, có cái khả năng đặc biệt vì sao? Đức Phật này cũng trả lời cho Đức vua: Này Đại Vương, chẳng phải chỉ có niệm Phật thôi đâu, mà người nào tâm khéo tu tập 6 cái đặc điểm, hay mình chúng ta gọi là 6 cái pháp môn đó,
người ấy không bị bùa chú hay bệnh tật. Thì sáu cái pháp môn đó tương ứng với lại sáu cái câu kệ, từ câu kệ số 296 và đến cái câu kệ 301. Thì hôm nay chúng ta sẽ học trong cái ý nghĩa câu kệ 296 đó, niệm ơn Đức Phật. Niệm ơn Đức Phật. Và như Tịnh Đạt đã bài từ bộ đó, một cái thói quen rất là tự nhiên của một đứa bé, nhưng mà cái thói quen này tốt đến độ giúp cho đứa bé trong cuộc sống hàng ngày vui vẻ, hòa đồng với các bạn cùng trang lứa, và luôn luôn có cái niềm tự tin trong những cái môn đùa chơi, trong những cuộc thi. Và khi gặp những cái khó khăn, nhất là trong cái hoàn cảnh mà không có tìm được gia đình, phải ngủ ở nơi hẻo lánh một mình, thì chính cái thói quen này đã giúp cho cậu bé không có quá là hoảng sợ và tránh được cái tai ương bị gây hại bởi hai cái chất khác, bởi hai con ma. Và chính cái thói quen tốt của cậu bé này dẫn đến một cái pháp thoại, dẫn đến một cái pháp thoại được Đức Thế Tôn Ngài đã từ bi giảng giải, và kết thúc cái sự kiện, cái duyên sự này, cả đứa bé và người trong gia đình chứng được quả dự lưu, một cái lợi ích quá là lớn so với cái thói quen rất là dễ dàng, rất là tự nhiên, và đã mang đến một cái kết quả không những cho bản thân cái người thực hành niệm Phật mà cho những người xung quanh. Thì quý vị thấy là nếu chúng ta có mặt ở trong lúc đó thì chúng ta sẽ xa thú lành thai. Tiên về cái câu kệ ngôn pháp cú số 296 này đó, có những cái điểm mà chúng ta cần để ý một tí xíu, đó là khởi đầu cái câu kệ ngôn là đệ tử Gotama. Gotama đó là một cái cách xưng hô theo họ của Đức Phật, mà ở đây là họ mẹ, Maya Gotami hoặc là Pachapati Gotami, là hai chị em, một người là mẹ, một người là dì của Đức Phật. Cái tên họ này thường được sử dụng để mà phân biệt, cũng như là thường được các ngoại đạo sư sử dụng để ám chỉ cho Đức Bổn Sư, cho Đức Thế Tôn. Và ở đây một lần nữa Đức Phật Ngài sử dụng lại cái từ này, đệ tử Gotama, cũng nhằm với cái ý định đó là khẳng định rõ những cái vị đệ tử người tu Phật đó, có một cái cách pháp tu rõ ràng, riêng biệt, chứ không có bị hòa lẫn với những cái pháp môn khác. Tuy là pháp môn tùy niệm, niệm ở trong thiền chỉ, niệm định tâm thì rất là phổ biến, ngay cả thời Ấn Độ xa xưa, hoặc là ngay cả thời Ấn Độ ngay hiện tại. Và một cái điểm nữa đó là về cái niệm ơn Đức Phật. Theo thời gian từ ngày Đức Phật tới đến hôm nay á, sau những cái lần phân chia bộ phái qua các quốc gia, qua các mốc lịch sử, thì hiện nay chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy đó là
có những cách niệm Phật ở những cái tông phái khác nhau. Có chỗ thì niệm cũng là niệm Phật nhưng mà là niệm hồng hồng danh Phật, nhưng mà đặc biệt ở trong Theravada của mình đó, thì chúng ta niệm suy niệm về ân đức Phật Buddha Guna, hoặc là ân đức Pháp, ân đức Tăng Dhamma Guna, Sangha Guna. Niệm về hồng danh tức là chúng ta nêu lên những cái tên như là Dhamma Sambuddha, Gautama, Kusantha, Tanhankaro Mahaviro, Methankaro Mahayaso, Saranankaro Loketo, Dipankaro Chutiantaro, Kondanyo Charapa Moko, Mangalo Burisa Sapo, v.v. Đó là những cái hồng danh mà các vị Phật ở trong quá khứ. Nếu mà chúng ta niệm Phật bằng hồng danh thì chúng ta sẽ niệm là Đức Phật Dipankara, Đức Phật Kondanya, Đức Phật Mangala, Đức Phật Gautama. Đấy là chúng ta niệm theo hồng danh. Còn thường người tu Phật ở trong Theravada thì được dạy cái cách đó là niệm theo ân Đức Phật. Niệm theo ân Đức Phật đó, chúng ta trước tiên là chúng ta phải học, phải hiểu về cái ân đức đó. Rồi chúng ta niệm thường ở trong 9 ân đức Phật hay là 10 ân đức Phật, có tùy chỗ phân chia cái cách đếm số điểm đó, thì cái ân đức Buddho, Buddho là Đức Phật hay là bậc tỉnh giác đó, hoặc là một cái từ nữa là ân đức đó là Arahan, bậc ân cúng hay là Đức Phật trọn lành, được sử dụng để mà áp dụng để mà niệm ân đức Phật. Nói để chúng ta có cái để ý để mà khi mà nói về niệm Phật á, thì có hai cách niệm hồng danh hay là tên của vị Phật đó. Thứ hai đó là niệm về ân đức, tức là cái vị Phật đó cái gì đặc biệt, có cái khả năng gì, có cái đặc biệt gì, có cái ân đức gì, để chúng ta dựa theo mà chúng ta suy niệm. Ở những cái nước quốc giáo như là Miến Điện đó, chúng ta có cái dịp đi hành hương, chúng ta thấy những cái vị tăng sĩ Theravada niệm ân đức Phật bằng chuỗi hạt. Nhiều vị cũng rất là lầm lạ khi mà lần đầu tiên gặp những cái hình ảnh đó. Nhưng mà khi mà tịnh đạt ở bên Miến Điện đó, thì có tìm hiểu thì thật sự ra đó là một cái cách để mà người đó niệm ân đức Phật. Ở đây bà tịnh đạt cũng trình bày đó là niệm ân đức Phật bằng sâu chuỗi, chứ không phải niệm tên hay là hồng danh Phật bằng sâu chuỗi. Cái bài Itipiso Bhagava Arahan Samma Sambuddho thì các vị sẽ niệm là Itipiso Bhagava, Itipiso Buddho, Itipiso Bhagava Buddho, Itipiso Bhagava Samma Sambuddho. Dạ. Thì xuyên suốt như vậy đó, tất cả là con số 108 về cái chữ cái cũng như là tương ứng với lại cái số hạt ở trên sâu chuỗi đó. Itipiso Bhagava Arahan, Itipiso Bhagava Arahan, Itipiso Bhagava Samma Sambuddho, Itipiso Bhagava Buddhassa Sambanno, như vậy đó, kết thúc hết các ân đức Phật là một vòng là 108 từ và tương ứng 100 là cái viên chuỗi hạt. Thì như vậy đó là cách niệm của xứ đạo Myanmar. Khi mà chúng ta thấy, chúng ta tiếp xúc, chúng ta cũng phải hỏi thăm để mà phân biệt
không phải có nhiều vị chưa có tìm hiểu kỹ đó, gặp cái hình ảnh một cái tăng sĩ Theravada mà lại đeo chuỗi hạt thì bảo đó là một cái đạo gần tương đương với lại hệ phái Bắc truyền niệm sau chuỗi, và một cái thành kiến rất là nặng. Nhiều khi chính vì cái thành kiến đó mà đã mất cái duyên lành với Phật giáo Miến Điện. Về cái câu 296 này, chúng ta nói về cái Phật, cái việc mà niệm Phật. Bình thường chúng ta sẽ tập cái cách niệm Phật này ở trong những cái nơi trang nghiêm và có những cái thời gian thích hợp. Nhưng thưa quý vị, thì niệm Phật đó, làm sao mà chúng ta có thể lưu vào trong cái thói quen, cái quán tính, thì lúc đó cái công năng của cái việc mà niệm Phật đó, nó mới phải có một cái tác dụng mạnh mẽ. Ở trong nghiệp báo thì gọi là thường nghiệp đó. Thường nghiệp thì cái thường nghiệp này nó sẽ tạo ra một chúng ta một thói quen rất là tốt. Bất kỳ khi mà chúng ta gặp cái việc khó khăn hay là cái việc hoảng sợ mà chúng ta có được cái thói quen quán tính này đó, thì cái việc mà lấy lại thăng bằng hay là chúng ta lấy lại cái tự tin đó rất là lẹ. Và nhất là trong cái thời điểm mà cận tử đó, trong cái thời điểm mà chúng ta bệnh nặng, trong cái thời điểm mà cần nhiều cái yên tĩnh trong tâm hồn đó, thì chính những cái lúc mà chúng ta quân tập hàng ngày niệm ân Đức Phật, niệm Bút Thô, chính những cái âm thanh này nó sẽ giúp cho chúng ta định tâm. Định tâm ở đây không phải là nhập thiền, mà định tâm ở đây đó là giúp cho chúng ta quân bình lại cái sự hoảng hốt, hoảng sợ, và chúng ta đủ thời gian để mà trấn tĩnh xử lý công việc. Quý vị còn nhớ cái tích truyện của ông Anathapindika, ông có tên thật là Sudatta. Cái lần đầu tiên mà Sudatta có bén duyên với Phật pháp đó là một cái lần mà ông nghe được cái âm thanh ân Đức Phật qua hai từ Bút Thô. Không hiểu tại sao khi mà nghe được cái âm thanh Bút Thô như vậy đó, thì bản trong người ông nóng ran lên, trên diễn tả là tóc lông dựng ngược đó. Cái niềm vui phấn chấn ở trong lòng nó thôi thúc ông. Giống như chúng ta đang sống yên sống lành mà có được một cái phần thưởng hay là trúng một tờ giấy số như vậy đó. Hoặc là được ai thân thiết tặng cho một cái món quà quý giá mà chúng ta đang mong đợi, cảm giác nó rất là vui, rất là hưng phấn, thì nó thôi thúc ông Anathapindika, ông cấp cô độc đó, trong đêm phải tìm đến gặp được cái vị Bút Thô, chứ không đợi đến sáng ngày hôm sau được. Thì đó cũng là một cái thường nghiệp, thường cận y, để mà đôi khi chúng ta sẽ là một Sudatta hay là một ông Anathapindika thứ hai, thứ ba. Nhờ mỗi ngày chúng ta tập cái thói quen niệm Phật, và biết đâu khi mà chúng ta gặp cái sự hoảng hốt, hoảng sợ, nhất là trong cái lúc cận tử đó, chúng ta nghe Chư Tăng tụng kinh hay là Chư Tăng nhắc đạo mà liên quan đến cái từ Bút Thô, Nam Mô Bút Thai Giá, nhiều cái
từ đó nó gửi chúng ta nhiều cái phỉ lạc và giúp cho chúng ta vượt khó được. Thì cái lợi ích từ cái thói quen niệm Phật nó to lớn, giống như là cậu bé trong cái duyên cái đức truyện câu nhóm câu tuệ ngôn pháp cú số 290. Qua cái duyên sự này với câu kệ ngôn này thì Tịnh Đạt cũng xin chia sẻ với lại đạo tràng chúng ta về cái pháp môn niệm Phật. Mong rằng chúng ta cùng nhau thực hành, chúng ta cùng nhau tập có thói quen tốt. Giống như là chúng ta mua bảo hiểm như đi. Bảo hiểm có nhiều người ta nói đâu có bệnh đau, ốm đau, chúng ta mua bảo hiểm làm chi? Hay là mua bảo hiểm giống như là trù ẻo cho cái việc mà tai nạn, hay là bảo hiểm nhân thọ trong cái việc chết chóc. Nhưng mà cái bảo hiểm thì khi hữu sự xảy ra thì mới thấy quý giá. Giống như cái việc mà chúng ta niệm Phật, chúng ta thấy nó nhỏ nhoi, ít ỏi, không đáng trong cái, như là so sánh với cái việc bố thí, hay là cái việc mà chúng ta cúng dường cái vật chất to lớn. Nhưng mà chính những cái nằm trong tâm khảm của chúng ta đó, suy tưởng về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng nhiều lần như vậy, nhiều ngày như vậy, thì nó trở thành có thói quen không thể thiếu. Giống như là đôi khi trời rầm sấm sét hoặc là một tiếng động lớn, thì cái người mà Tây đó, cái người mà học tiếng Anh á, hay là cái người mà hay xem phim Mỹ đó, thì người ta hay nói oh my god, oh my god. Thì có đó là một cái quán tính, nhiều khi nói câu nó cũng hiểu câu đó. Thì chúng ta cũng mai mốt chúng ta cũng tập cái thói quen dịch động oh my Buddha, oh my Buddha. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá, đọc tiếng Pali. Tại vì quý vị sẽ, chúng ta sẽ tập học đọc Pali, bởi vì cái tiếng Pali đó là tiếng Trung, tiếng Trung của những cái người theo cái hệ phái Theravada. Và quý vị biết đó là cái ngôn ngữ mà chư Phật cũng như chúng ta bây giờ học tiếng Việt không á, thì mấy bác chúng ta sẽ bị lỗ. Chư Tăng tụng kinh chúng ta không có nghe được cái từ Pali đó. Mô Phật không á, thì mấy mốt chúng ta lỡ mà đạp những người bạn ở nước ngoài, Thái Lan, Miến Điện, ta mô Phật người ta không hiểu. Mình ta nói bút thai giá là tại. Rồi chào tràng cái phút giây tu tập cũng như là học đạo được nhiều cái kết quả. Tịnh Đạt xin dừng cái buổi chia sẻ tại đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta hôm nay chúng ta sẽ học ít thôi. Mời cô MC trở lại với lại đạo tràng nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ tri ân đại đức Tịnh Đạt đã từ bi hoan hỷ giảng dạy bài học ngày hôm nay. Câu pháp của kinh số 296. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức Tịnh Đạt rất là nhiều đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ, để rơm chúng con toàn đủ phước báo, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá và con kính nhân mít chánh sư ạ. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba buddha anupavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba dhamma anupavena sada sati bhavantu te.
Bà-vá-tu-sa-ma-ma-ng-a-lang-ra-khan-tu-sa-pa-de-va-ta-sa-pa-sang-kha-na-pha-va-na-sa-da-sa-thi-va-va-n-chu-te. Tất cả phương hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thần thiền đến người. Cầu xin cho quả có tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, đại đức Tịnh Đà cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đê quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bu thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang na le thế ra cha ma cha na wa ca cha bi ca vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra Sapana puta sukita pawan tu te chala bucha yeti cha anda samprawa samseda cha ta athavo papatika niyani kang thamma wasang patit cha te sabbe pidukha sakarantu sankhayang thatu chirang satang thammo Thammatthara cha mudgana Sankho tu samakvo va Athaya cha hitaya cha Amheratkhan tu sakthammo Sappe pi thammacharino Uthim sampavuniyama Thammariyapam Vedite. Và một lần nữa chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào râm nghe pháp. Kính quý Phật tử, ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào râm học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống.